kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Culture Channel. Thủ tướng Trudeau sẽ thành lập nội các mới vào ngày 26 tháng 10 trước khi quốc hội hoạt động trở lại vào tháng tới. Các ca Covid tiếp tục có xu hướng giảm nhưng các quan chức yêu cầu thận trọng khi mùa cúm đến gần. Tin chính thức cho biết biên giới đất liền giữa Canada và Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho người đã tiêm chủng đầy đủ vào ngày 8 tháng 11 người dân Ontario có thể bắt đầu tải mã QR chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày tới và thủ khiến Dot4 tiết lộ chi tiết mới cho kế hoạch mở cửa lại. Từ nay cần có hộ chiếu vaccine để vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Quebec. Thị trường nhà đất vẫn nóng bỏng trong tháng 9, nhộn nhịp nhất từ trước đến nay. Tỉnh BC nâng độ tuổi lao động tối thiểu lên 16, bảo vệ người lao động trẻ bất lửa điện tử mini bị thu hồi do có nguy cơ trái nổ tiềm ẩn. Liệu vaccine Johnson Johnson COVID thứ hai được ủng hộ, FDA xem xét hạ thấp độ tuổi cho mũi vaccine Pfizer tăng cường. Một phụ nữ tại tiểu bang Ohio bị khước từ cơ hội cấy ghép gan vì bà đã từ chối tiêm vaccine COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ riêng núi rác thải điện tử trong năm nay sẽ nặng ngang ngửa với vạn lý trương thành của Trung Quốc. Việt Nam tiếp nhận gần 2 triệu liều phát sinh COVID-19 từ Ba Lan và Hàn Quốc. Tuấn Liêm cùng với biên tập viên Sammy Hoàng xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin hàng ngày của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin kính mời quý vị hãy bấm like, comment và share. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây, Sammy Hoàng sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau sẽ thành lập nội các mới vào ngày 26 tháng 10 trước khi quốc hội hoạt động trở lại vào tháng tới. Thủ tướng Justin Trudeau sẽ thành lập nội các mới của mình chỉ trong hơn một tuần nữa. Các nghị sĩ sẽ làm việc trở lại, chính thức ấn định vào ngày 22 tháng 11. Trong một thông cáo báo chí vào sáng thứ Sáu, văn phòng của Thủ tướng Trudeau thông báo ông sẽ tiết lộ người mà ông chọn làm bộ trưởng nội các vào ngày 26 tháng 10 và quốc hội sẽ hoạt động vào cuối tháng sau. Hạ viện và thượng viện đã không hoạt động kể từ tháng 6, khi phiên họp thường lệ kết thúc vào mùa hè trước cuộc bầu cử liên bang bắt đầu vào tháng 8. Thông cáo xác nhận nội các sẽ vẫn duy trì cân bằng giới tính và bà Chrystia Freeland vẫn sẽ là phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính. Sau khi bỏ qua những lời mời trước đó, thủ tướng Trudeau gặp bộ tộc đầu tiên First Nation ở BC vào thứ hai. Bộ tộc The Conflicted Nations ở BC sẽ gặp Thủ tướng Justin Trudeau vào thứ Hai, khoảng hai tuần sau khi Thủ tướng xin lỗi lãnh đạo của bộ tộc First Nation vì đã không trả lời lời mời tham gia cùng họ để tưởng niệm ngày quốc gia đầu tiên về sự thật và hòa giải. The Kamloops Nation nằm gần địa điểm của một trường nội trú cũ cho người bản địa ở Kamloops, BC, nơi có thể có khoảng 200 khu chung cất không được đánh dấu, đã được phát hiện bằng radar vào mùa xuân này. Theo một thông cáo truyền thông do First Nation đưa ra, Cook P7, hay còn được gọi là người đứng đầu ở tộc Squapunk, là Roseanne Casimir và Thủ tướng Trudeau sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung vào sáng thứ hai và tham gia một sự kiện với các thành viên của cộng đồng để nghe và vinh danh những người sống sót từ những trường nội trú dân cư. Bà Casimir, Thủ tướng Trudeau và Chủ tịch Hội đồng các bộ tộc đầu tiên của quốc gia là bà Rose Anne Archibald đều dự kiến sẽ đưa ra các nhận xét. Tuần trước, The Kamloops Square Nation đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau nên tập trung vào các vấn đề thực sự của hòa giải và không chỉ là một sự kiện truyền thông. First Nation kêu gọi Thủ tướng Trudeau cam kết tài trợ liên bang cho một trung tâm chữa lành mới để hỗ trợ những học sinh sống sót từ các trường nội trú. Các ca COVID mới tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng các quan chức yêu cầu thận trọng khi mùa cúm đến gần. Các quan chức y tế cho biết các ca COVID-19 vẫn đang có xu hướng giảm trên toàn quốc. Tuy nhiên họ cảnh báo rằng một mùa cúm mới khó khăn sẽ gây thêm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Tuần trước, Cơ quan Y tế Công cộng của Canada, Public Health Agency of Canada, PHAC, đã báo cáo rằng chỉ số sinh sản RT của virus đã giảm xuống mức dưới một lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, khiến các ca nhiễm COVID mới nằm trên một quỹ đạo giảm dần lần đầu tiên trong nhiều tháng. Tuần qua, Canada có trung bình khoảng 3.160 ca mắc mới mỗi ngày, giảm 15% so với trung bình 3.745 ca của tuần trước. Tuy nhiên, Giám đốc Y tế công cộng, tiến sĩ Theresa Tam tiếp tục thúc giục các biện pháp phòng ngừa để tránh làm hệ thống chăm sóc sức khỏe trở nên căng thẳng vào thời điểm mà hàng ngàn người Canada vẫn đang được điều trị do virus trong bệnh viện. Các biện pháp y tế nghiêm ngặt được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 vào mùa thu và mùa đông năm ngoái đã đồng thời giúp hạn chế sự lây lan của virus cúm. Do vậy, mùa cúm năm ngoái gần như là không tồn tại. Nhưng với những hạn chế lỏng hơn trong năm nay và khả năng miễn dịch cộng đồng giảm do mức độ lây lan ít của bệnh cúm vào năm ngoái, virus cúm có thể sẵn sàng bùng phát trở lại. Tiến sĩ Tam cho biết, việc ngăn chặn sự lây lan của virus cúm sẽ là chìa khóa để bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe và khuyến khích người dân Canada tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế quan trọng, chẳng hạn như rửa tay thường xuyên, ở nhà khi bị bệnh và tiêm phòng cúm. Bà nói, tiêm phòng cúm lúc này là quan trọng hơn bao giờ hết. Vắc-xin Pfizer trong kho hiện tại không sử dụng được cho trẻ dưới 12 tuổi. Pfizer và đối tác BioNTech đã gửi dữ liệu sơ bộ từ quá trình thử nghiệm vaccine COVID-19 cho trẻ em cho Health Canada sớm hơn dự kiến. Việc nộp hồ sơ chính thức để xin cấp phép vaccine cho trẻ em dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Hiện tại, không có vaccine nào được Health Canada chấp thuận để sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Tiến sĩ Tam cảnh báo rằng, một khi vaccine được chấp thuận, không có nghĩa là trẻ em dưới 12 tuổi có thể xếp hàng để được tiêm chủng ngay với vaccine Pfizer mà Canada hiện có trong kho. Trẻ em dưới 12 tuổi có thể cần liều lượng thấp hơn so với người lớn. Tiến sĩ Tem cho biết có thể rút các liều thấp hơn từ các lọ vaccine hiện có trong kho, nhưng bà cảnh báo rằng điều đó có thể khiến vaccine trong những lọ đó kém hiệu quả hơn. Chính thức, Biên giới đất liền giữa Canada, Hoa Kỳ sẽ mở cửa cho người đã tiêm chủng đầy đủ vào ngày 8 tháng 11. Vào ngày 8 tháng 11, những người Canada đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ một lần nữa có thể đến Hoa Kỳ bằng đường bộ để đi du lịch giải trí, Nhà Trắng cho biết. Chính sách mới cũng áp dụng cho khách hàng không quốc tế. Vào ngày 8 tháng 11, những khách du lịch không thiết yếu đi qua biên giới đất liền từ Canada hoặc Mexico sẽ được hỏi về tình trạng tiêm chủng của họ và chỉ những người đã được tiêm chủng đầy đủ mới được phép đi qua. Bằng chứng về việc chủng ngừa sẽ được yêu cầu ngẫu nhiên. Các quan chức cho biết, xét nghiệm COVID-19 sẽ không là yêu cầu bắt buộc để được nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng đường bộ hoặc đường biển, miễn là du khách đáp ứng yêu cầu về tiêm chủng. Bằng chứng về xét nghiệm Covid-19 âm tính vẫn được yêu cầu để lên chuyến bay đến Hoa Kỳ và bằng chứng về việc tiêm chủng sẽ là bắt buộc. Nhà Trắng cho biết thêm rằng, đến tháng 1 năm 2022, công dân nước ngoài đi qua biên giới đất liền vì các lý do thiết yếu lẫn không thiết yếu sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ. Vẫn chưa rõ liệu những người Canada được tiêm các liều hỗn hợp có được phép vào Hoa Kỳ hay không. Như các quan chức y tế Canada cho biết, họ không ngừng cố gắng thuyết phục những người đồng cấp Hoa Kỳ của mình. Mặc dù vaccine Moderna và Pfizer được chấp thuận ở cả hai quốc gia, nhưng vaccine AstraZeneca, vốn được sử dụng ở Canada, đã không được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, chấp thuận. Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã thông báo rằng những khách du lịch được tiêm bất kỳ loại vaccine nào đã được FDA cũng như WHO chấp thuận để sử dụng khẩn cấp sẽ được phép nhập cảnh vào quốc gia này. Điều này có nghĩa là những người Canada đã tiêm vaccine AstraZeneca, vaccine đã được WHO phê duyệt sẽ được hoan nghênh. Những người Canada tiêm vaccine hỗn hợp có kế hoạch du lịch Hoa Kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm vào tối nay. Sau nhiều tuần. Hoa Kỳ đã xác nhận vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ sẽ chấp nhận vaccine hỗn hợp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC nói với CBC News rằng những cá nhân được tiêm bất kỳ sự kết hợp hai liều vaccine COVID-19 nào được các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ hoặc WHO cho phép được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ. WHO chấp thuận các vaccine Moderna, Pfizer, AstraZeneca và đối tác do Ấn Độ sản xuất là Covishield. Vì vậy, khách du lịch với bất kỳ sự kết hợp nào của các loại vaccine này sẽ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. CDC không công nhận việc phối trộn vaccine COVID-19, nhưng cho biết họ đã cập nhật hướng dẫn của mình để phản ánh xu hướng chấp nhận trộn vaccine đang tăng trên toàn cầu. Người dân Ontario có thể bắt đầu tải mã QR chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 trong 3 ngày tới và thủ hiến Dot4 tiết lộ chi tiết mới cho kế hoạch mở cửa trở lại. Ontario sẽ cung cấp giấy chứng nhận vaccine COVID-19 nâng cao với mã QR để cho người dân có thể tải xuống trong 3 ngày tới, bắt đầu từ sáng ngày thứ Sáu với những người sinh từ tháng 1 tới tháng 4 trước khi mở ra cho nhiều người hơn. Người dân Ontario có sinh nhật trong 4 tháng đầu năm đã có thể lấy mã QR của họ từ 12 giờ trưa ngày thứ Sáu. Các giai đoạn tiếp theo của đợt triển khai đầu tiên bao gồm người sinh từ tháng 5 tới tháng 8 có thể tải mã QR từ ngày 16 tháng 10. Và người sinh từ tháng 9 tới tháng 12 có thể tải mã QR từ ngày 17 tháng 10. Vào lúc 6 giờ sáng của ngày 18 tháng 10, các chứng chỉ nâng cao sẽ có sẵn cho tất cả người dân Ontario đã tiêm phòng. Những người không thể tự tải giấy chứng nhận có thể liên hệ tới Trung tâm Liên hệ Vaccine của tỉnh Provincial Vaccine Contact Center để được gửi qua đường bưu điện hoặc là gửi qua email. Chứng chỉ nâng cao không phải là bắt buộc và người dân có thể tiếp tục sử dụng biên lai vaccine hiện tại nếu họ muốn. Mục đích của hệ thống mã QR là làm cho việc kiểm tra tình trạng tiêm chủng hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp và an toàn hơn cho công chúng. Khoảng 83% những người đủ điều kiện trong tỉnh hiện đã được tiêm hai liều vaccine. Các quan chức cho biết mã QR sẽ tiết lộ ít thông tin cá nhân hơn so với biên lai vaccine hiện tại. Mã QR chỉ bao gồm tên của đương sự, ngày tháng năm sinh và liệu họ đã nhận được hai liều vaccine hay chưa, với mũi cuối cùng của họ là ít nhất 14 ngày trước đó. Dữ liệu ẩn chứa trong mã QR không có nhãn hiệu vaccine mà đương sự đã nhận được hoặc là ngày tiêm cụ thể của họ. Ứng dụng Verify Ontario mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng để quét mã QR không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Mã được sử dụng để tạo ứng dụng là mã nguồn mở, miễn phí cho tất cả người dùng, và đã được đăng trực tuyến. Ứng dụng này hoạt động trên các thiết bị của Apple hay là Android được sản xuất vào khoảng năm 2014 trở về sau. Cùng ngày, thủ hiến Dorf for cho biết chính phủ của ông đang thảo luận để tỉnh Ontario ra khỏi giai đoạn cuối của kế hoạch mở cửa trở lại, mục đích là giữ sự thận trọng nâng cao trong các biện pháp y tế công cộng hiện đang được áp dụng kế hoạch sẽ được tiết lộ vào tuần tới và sẽ cung cấp các hướng dẫn rõ ràng với ngày và thời gian cho các doanh nghiệp và cư dân Ontario. Từ nay cần có hộ chiếu tiêm vaccine để vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Quebec. Quebec sẽ yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng trước khi họ có thể vào nhiều cơ sở trong mạng lưới y tế, bắt đầu từ hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 10 những người từ 13 tuổi trở lên sẽ cần hộ chiếu phát sinh để vào những nơi như là bệnh viện, nhà chăm sóc dài hạn, phòng khám, trung tâm phục hồi chức năng và nơi của người cao niên. Lệnh y tế áp dụng cho người chăm sóc, bạn đồng hành và khách đến thăm, nhưng nó bao gồm một số trường hợp ngoại lệ. Đáng chú ý là người cao niên sẽ không cần hộ chiếu phát sinh để tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc này. Quy định mới được cho là sẽ có hiệu lực cùng thời điểm với thời hạn bắt buộc tiêm vaccine cho các nhân viên y tế. Nhưng Bộ trưởng Y tế đã thông báo vào đầu tuần này rằng thời hạn này sẽ bị lùi lại một tháng. Bộ trưởng Y tế cho biết hôm thứ Năm rằng sẽ nâng giới hạn sức chứa cho các quán bar và nhà hàng vào ngày 1 tháng 11 và cho phép các doanh nghiệp này giảm không gian giữa các bàn xuống từ 2m còn à 1m. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế của tỉnh Quebec Christian Dubé cho biết các biện pháp được nới lỏng có thể được áp dụng ở những nơi có yêu cầu hộ chiếu vaccine. Theo Viện Y tế Công Cộng của tỉnh, 90,1% người quý bác từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 và 86,9% được coi là đã tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh đã tiêm 13.279 liều vaccine vào ngày thứ Năm. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 15 tháng 10, Canada báo cáo có thêm 3.406 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.679.835. Hiện có 34.403 ca còn bệnh, tổng số ca tử vong là 28.468 cho đến nay. Đến nay, đã có hơn 57 triệu vaccine được tiêm trên khắp Canada, trong đó có gần 29,4 triệu người hay là hơn 77% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 72% dân số đã tiêm hai liều. 88% số người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85% đã tiêm hai liều. British Columbia có 667 ca bệnh mới và 13 ca tử vong. Ontario báo cáo có 496 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Quebec có 676 ca bệnh mới và 6 ca tử vong. Alberta có 1051 ca bệnh mới và 16 ca tử vong. Manitoba có 92 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Saskatchewan có 312 ca bệnh mới và 4 ca tử vong. Nova Scotia có 18 ca bệnh mới và Newfoundland Labrador có 4 ca bệnh mới. New Brunswick 87 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Prince Edward Island có 3 ca mới. thị trường nhà đất vẫn nóng bỏng trong tháng 9, nhộn nhịp nhất từ trước đến nay. Hiệp hội Bất Động Sản Canada CREA cho biết, lần đầu tiên doanh số bán nhà tháng 9 tăng so với tháng trước kể từ tháng 3. Doanh số bán nhà trong tháng lên đến 48.949 là tháng 9 cao thứ hai từ trước đến nay và tăng 0,9% so với 48.498 trong tháng 8. 15 trong số 26 thị trường mà CREA theo dõi đã chứng kiến sự gia tăng trong doanh số bán hàng trong tháng 9. Tuy nhiên, con số này giảm 17,5% so với tháng 9 năm 2020. Ông Robert Kapsik, nhà kinh tế cấp cao tại BMO Capital Markets cho biết, các con số này chỉ ra rằng thị trường nhà ở của Canada vẫn mạnh mẽ vì mức doanh số bán hàng trong tháng 9 vẫn cao hơn khoảng 10% so với mức trước COVID và cao hơn 16% so với mức trung bình được thiết lập trong thập kỷ qua. Tổng số bất động sản mới được niêm yết trong tháng 9 là 65.211, giảm 1,6% so với tháng 8. Giá nhà trung bình trên toàn quốc là 686.650 đô la vào tháng 9, tăng 13,9% so với năm ngoái. Nếu không bao gồm doanh số bán nhà ở Greater Vancouver và Greater Toronto Area, Hai trong số những thị trường bận rộn và đắt đỏ nhất của đất nước, mức giá trung bình toàn quốc giảm hơn 146.000 đô la. Mức tăng giá hàng năm đang leo lên trên 20% ở BC, mặc dù con số này thấp hơn ở Vancouver. Ontario chứng kiến mức tăng hàng năm đạt khoảng 25% vào tháng 9, New Brunswick trên 30%. Doanh số bán sĩ tăng 0,3% ở mức 70,3 tỷ đô la trong tháng 8. Cơ quan thống kê Canada cho biết, doanh số bán sĩ đã tăng 0,3% trong tháng 8 lên 70,3 tỷ đô la, lần đầu tiên tăng sau 2 tháng giảm. Mức tăng này đến khi doanh số bán các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng 3,8%, lần đầu tiên vượt doanh số vào tháng 3 năm 2020. Doanh thu trong phân ngành vật liệu xây dựng và vật tư tăng 2,3% lên 11,4 tỷ. Trong khi đó, doanh số bán xe có động cơ và phụ tùng, phụ kiện các loại xe này giảm 4,2% trong tháng 8, một phần là do tình trạng thiếu chip bán dẫn liên tục. Doanh số bán máy móc, thiết bị và vật tư giảm 1,7%. Tỉnh BC nâng độ tuổi lao động tối thiểu lên 16% bảo vệ người lao động trẻ. Chính phủ BC đã ban hành những thay đổi trong đạo luật tiêu chuẩn việc làm, nâng độ tuổi lao động chung của thanh niên trong tỉnh từ 12 lên 16, phù hợp với các tiêu chuẩn lao động trẻ em quốc tế và các tỉnh khác ở Canada. Những thay đổi có hiệu lực vào thứ Sáu sẽ bảo vệ thanh niên tốt hơn, đồng thời cho phép các cơ quan quản lý xác định các loại việc làm và công việc thích hợp cho những người dưới 16 tuổi. Chính phủ cho biết các sửa đổi đối với đạo luật tiêu chuẩn việc làm lần đầu tiên được đưa ra trong cơ quan lập pháp vào năm 2019 sau khi thăm vấn hơn 1.700 thanh niên, phụ huynh và người sử dụng lao động từ nhiều lĩnh vực. Động thái này cũng theo sau tiết lộ rằng WorkSafe BC đã trả tổng cộng 5,2 triệu đô la tiền bồi thường thương tích cho trẻ em từ 15 tuổi trở xuống từ năm 2007 đến năm 2017. Theo luật mới, thanh thiếu niên từ 14 đến 15 tuổi vẫn có thể làm nhiều công việc phù hợp với lứa tuổi mà chính phủ mô tả là công việc nhẹ nhàng, nhưng chỉ khi được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép. Một số công việc nhẹ nhàng bao gồm như gia sư, lập trình viên, bán hàng, bán thức ăn đồ uống không có cồn. Trong một số trường hợp, trẻ em ở độ tuổi 14 và 15 cũng có thể được phép làm công việc bên ngoài định nghĩa đó, nhưng chỉ với giấy phép từ chi nhánh tiêu chuẩn việc làm của Bộ Lao động. Các quy tắc mới không ngăn cản trẻ em trong trẻ giao báo bán thời gian hoặc làm việc tại một doanh nghiệp hoặc trang trại do một thành viên trong gia đình trực tiếp làm chủ, miễn là công việc đó đáp ứng các tiêu chí an toàn. Luật cũng không ngăn cản trẻ em trong độ tuổi đi học tham gia lớp học vừa học vừa làm hoặc đi trải nghiệm công việc. Hàng trăm mẫu từ các cửa hàng tạp hóa ở Ontario được kiểm tra để tìm coronavirus và tất cả có kết quả âm tính. Một nghiên cứu mới đã kiểm tra hơn 900 mẫu từ các bề mặt có tiếp xúc nhiều trong các cửa hàng tạp hóa ở Ontario để tìm coronavirus và không tìm thấy kết quả dương tính. Điều này cho thấy nguy cơ phơi nhiễm với virus trong các cửa hàng tạp hóa là rất thấp. Bà Maria Corradini, Tác giả chính của cuộc nghiên cứu và là phó giáo sư tại khoa học thực phẩm của Đại học Wells cho biết, kết quả bổ sung vào bằng chứng ngay càng nhiều cho thấy việc lây truyền coronavirus qua bề mặt là chuyện không thể xảy ra. Vì vậy, một số hành động đã được nhiều người áp dụng trong những ngày đầu của đại dịch, chẳng hạn như lau sạch đồ tạp hóa khi mang về hoặc để ở ngoài trời lạnh trong nhiều giờ là không cần thiết. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã thu thập 957 mẫu từ 4 cửa hàng tạp hóa ở Ontario vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. Các cửa hàng tạp hóa nằm ở các địa điểm thành thị và ngoại ô trên khắp miền Nam Ontario, có nghĩa là tất cả đều phục vụ cho các khu vực đông dân cư và nằm ở vùng nóng COVID-19. Tất cả các cửa hàng đều tuân theo cùng một hướng dẫn Covid-19 của tỉnh, bao gồm việc giãn cách xã hội, vệ sinh và thực hiện thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho khách hàng và nhân viên. Các bề mặt được chọn để kiểm tra đều được coi là các khu vực có cảm ứng cao, bao gồm trạm thanh toán, quầy bán đồ ăn nhanh, khu thực phẩm đông lạnh, xe đẩy và giỏ mua hàng. Các mẫu thử nghiệm được thu thập vào các ngày thứ ba và ngày thứ sáu, hai lần một ngày và một lần trước khi cửa hàng mở cửa và một lần sau khi cửa hàng đóng cửa, các mẫu sau đó được đưa đến một phòng thí nghiệm ở gần đó. Trong suốt thời gian nghiên cứu, thì các nhà nghiên cứu đã ghi lại tỷ lệ mắc COVID-19 trong các cộng đồng xung quanh để xem liệu có mối tương quan giữa số ca COVID-19 và sự hiện diện của virus được tìm thấy ở trong các cửa hàng hay không. Trong cùng thời gian, số lượng các ca bệnh hàng ngày tăng lên trong các cộng đồng xung quanh Tuy nhiên, điều này không dẫn tới sự gia tăng của sự xuất hiện của virus trên các bề mặt được thử nghiệm. Drake đầu tư vào công ty cần sa Boot Rider ở Toronto, trở thành đối tác và cố vấn chiến lược. Drake đã đầu tư vào một công ty cần sa ở Toronto vài tháng sau khi quan hệ đối tác của anh kết thúc với Canopy Grove Corp. Booth Rider đã thông báo về sự tham gia của rapper này vào công ty, nhưng không chia sẻ về quy mô đầu tư quà nấy. Theo đó, Trek cũng sẽ đảm nhận vai trò đối tác và cố vấn chiến lược và giúp phát triển chiến lược của công ty đối với thị trường Bắc Mỹ. Trek đã tham gia vào thị trường cần sa Canada với More Life Grow Company của mình, hợp tác với công ty cần sa khổng lồ là Canopy Grove vào năm 2019 trước khi kết thúc hợp tác vào tháng 6. Người cộng tác với Trek là nhà sản xuất âm nhạc đó là Noah Forty Sabib, đồng sở hữu Bull Rider. Sản phẩm của công ty được cho rằng đã giúp anh kiểm soát bệnh đa sơ cứng. Công ty đang làm việc để mở một cửa hàng cần xa nông trại ở Brampton, Ontario trong tháng 10. Bật lửa điện tử mini bị thu hồi do có nguy cơ trái nổ tiềm ẩn Bộ Y tế Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với bật lửa điện tử X-Lite Mini do lo ngại chúng có nguy cơ gây cháy và phỏng. Trong một thông báo thu hồi được đưa ra vào ngày thứ Sáu, cơ quan chính phủ cho biết bật lửa có thể vượt quá chiều cao của ngọn lửa cho phép trong quá trình đánh lửa và có dấu hiệu gia tăng bất thường đột ngột. Vào hôm thứ Ba, Bộ Y tế Canada cho biết công ty đã nhận được một báo cáo về sự cố nhưng không có báo cáo nào về thương tích ở Canada. Những chiếc bật lửa bị ảnh hưởng có kích thước là 6cm x 2,5cm và có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng được nhận biết bằng từ mini và có X-Light được khắc ở trên mỗi mặt của tấm trắng kim loại. Theo công ty, 157.500 cái bật lửa đã bị ảnh hưởng và được bán ở Canada từ tháng 9 năm 2020 cho tới tháng 10 năm 2021. Các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc và được phân phối trên khắp Canada bởi Dolphin ở Saint Laurent, Quebec. Bộ Y tế Canada khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng bật lửa ngay lập tức và liên hệ với x Corporation để được thay thế miễn phí. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo sau bản tin Canada là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Liệu vaccine Johnson Johnson COVID thứ hai đã được ủng hộ FDA xem xét hạ thấp độ tuổi cho mũi vaccine Pfizer tăng cường? Một phụ nữ tại tiểu bang Ohio bị cướp từ cơ hội cấy ghép gan vì bà đã từ chối tiêm vaccine COVID-19. Nghị sĩ Anh tử vong sau khi bị tấn công bằng dao trong cuộc họp bầu cử tình trạng thiếu nhân công trên khắp Việt Nam, Malaysia và Thái Lan có thể dẫn tới sự chậm trễ trong việc vận chuyển vào dịp lễ Giáng sinh trong năm nay. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ riêng núi rác thải điện tử trong năm nay sẽ ngang ngửa với vạn lý trương thành của Trung Quốc. Việt Nam tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 từ Ba Lan và Hàn Quốc. Liều vaccine Johnson Johnson COVID thứ hai được ủng hộ? FDA xem xét hạ thấp độ tuổi cho mũi vaccine Pfizer tăng cường. Các cố vấn bên ngoài của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã nhất trí khuyến nghị cơ quan này cho phép tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai của Johnson Johnson cho tất cả những người được tiêm chủng một liều. Theo tiến sĩ Peter Marks, cơ quan này cũng đang xem xét giảm độ tuổi được tiêm bổ sung vaccine Pfizer cho những người 40 tuổi. Ủy ban tư vấn về vaccine và các sản phẩm sinh học liên quan của FDA đã ủng hộ tiêm chủng cho tất cả những người nhận vaccine Johnson Johnson từ 18 tuổi trở lên, ít nhất 2 tháng sau liều đầu tiên. FDA không bị ràng buộc phải tuân theo khuyến nghị, nhưng thường thì họ sẽ tuân theo. Tháng trước, FDA đã chấp thuận tiêm vaccine bổ sung Pfizer cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hoặc tiếp xúc với virus trong công việc. Tiến sĩ Marx, giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá sinh học của FDA, cho biết dữ liệu từ Israel, nơi các mũi tiêm bổ sung của Pfizer đã được sử dụng rộng rãi, cho thấy hiệu quả của vaccine đang suy yếu. Đây là lý do thuyết phục để giảm độ tuổi tiêm vaccine tăng cường xuống còn 40. Lo ngại về các trường hợp bị viêm tim hiếm gặp ở nam giới trẻ tuổi được tiêm vaccine Pfizer cũng khiến 40 là lứa tuổi tốt cho những mũi tiêm bổ sung. một phụ nữ tại tiểu bang Ohio bị khước từ cơ hội cấy ghép gan vì bà đã từ chối tiêm vaccine COVID-19. Sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư gan giai đoạn 4 và được điều trị tại Bệnh viện Cleveland Clinic, Michelle Vitulo được thông báo rằng bà không thể ghép gan theo kế hoạch. Con gái của bà, Angela Green, là người phù hợp với ca cấy ghép này và cuộc phẫu thuật được lên lịch vào cuối tháng 9. Nhưng hai tuần sau khi được lên lịch, ca cấy ghép đã bị hoãn vô thời hạn vì cả bà Vitulo và cô Green vẫn chưa được tiêm phòng vaccine COVID-19. Theo đó, người nhà của họ cho biết họ đã từ chối vaccine vì lý do tôn giáo về các vấn đề sức khỏe trước đó và lo ngại về các phản ứng phụ có thể xảy ra. Bệnh gan giai đoạn cuối sẽ gây tử vong nếu không được cấy ghép. Hiện gia đình của bà Vitulo đang tìm các bệnh viện khác để thực hiện thủ thuật y tế, nhưng nhiều bệnh viện khác đều có chính sách tương tự. Các bệnh viện cho biết Lập trường của họ dựa trên nghiên cứu cho thấy sự nguy hiểm của COVID-19 ở những người ghép tạng và cũng nhằm mục đích giữ an toàn cho những người hiến tặng còn sống. Các bệnh viện cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao hơn ở những người ghép tạng. Theo đó, Bệnh viện Cleveland Clinic nói rằng các chính sách của họ là vì sự an toàn của cả người hiến tạng và người nhận nội tạng. Người hiến tạng cần phải khỏe mạnh, bao gồm cả việc không bị nhiễm COVID-19 và người nhận cần được bảo vệ để chống lại các bệnh nhiễm trùng người nhận đặc biệt sẽ dễ bị nhiễm COVID-19 do hệ thống miễn dịch suy yếu sau cấy ghép tạng. Nếu họ nhiễm COVID-19, những người được cấy ghép có nhiều khả năng tử vong hơn những người không được cấy ghép, với tỷ lệ tử vong từ 20% đến hơn 30%. Với hơn 100.000 người trong danh sách chờ cấy ghép, các bệnh viện có xu hướng ưu tiên những bệnh nhân có khả năng sống lâu và khỏe mạnh hơn sau phẫu thuật. Điều đó có nghĩa là họ cũng sẽ ưu tiên hơn cho những người đã được tiêm chủng. Các bộ trưởng Vương quốc Anh phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến lỗi xét nghiệm COVID. Các bộ trưởng đang phải đối mặt với các câu hỏi về việc công ty xét nghiệm COVID có liên quan đến kết quả PCR bị nghi ngờ sai vì công ty chị em của công ty này ở Anh đang bị điều tra về những sai sót trong xét nghiệm du lịch và một công ty liên quan của Mỹ đã gửi bộ xét nghiệm DNA đã qua sử dụng chứa đầy nước bọt của khách hàng khác. Phòng khám sức khỏe Immensa đang được giám sát chặt chẽ sau khi cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh UKHSA phát hiện ít nhất 43.000 người có thể đã bị trao nhầm kết quả xét nghiệm COVID âm tính, dẫn đến việc đình chỉ hoạt động tại phòng thí nghiệm tư nhân này ở Wolverhampton. Immensa được thành lập vào tháng 5 năm 2020 bởi Andrea Riposati, một cựu cố vấn quản lý và chủ sở hữu của một công ty xét nghiệm DNA, chỉ 3 tháng trước khi được Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội DHSC trao hợp đồng xét nghiệm PCR trị giá 119 triệu bảng. Ông là chủ sở hữu duy nhất và là giám đốc hội đồng quản trị. Khoảng 400.000 mẫu đã được xử lý thông qua phòng thí nghiệm Wolverhampton, phần lớn trong số đó cho kết quả âm tính. Nhưng ước tính, có khoảng 43.000 người có thể đã nhận được kết quả xét nghiệm PCR âm tính không chính xác trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10, chủ yếu là ở Tây Nam nước Anh. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh, UKHSA, cho biết đây là một sự cố đơn lẻ do một phòng thí nghiệm, nhưng tất cả các mẫu hiện đang được chuyển đến các phòng thí nghiệm khác. Người phát ngôn của Immensa cho biết, "Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ với UKHSA về vấn đề này." và sẽ tiếp tục làm như vậy. Một số nhà khoa học lo ngại rằng các kết quả sai lệch có thể là nguyên nhân một phần dẫn đến sự gia tăng gần đây của các trường hợp COVID lên đến 45.000 ca mỗi ngày. Tiến sĩ Keith Yates, một nhà sinh vật học toán học tại Đại học Bath và là thành viên của nhóm các nhà khoa học Sage độc lập, cho rằng các lỗi thử nghiệm bị nghi ngờ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người trong số những người này đi học hoặc đi làm có khả năng lây nhiễm cho những người khác đây có thể là lý do đằng sau một số mức tăng mà chúng ta đã thấy gần đây. Phát biểu trong chuyến thăm ở West Country, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, các quan chức vẫn đang xem xét điều gì đã xảy ra nhưng phủ nhận rằng đó là một yếu tố dẫn đến số ca bệnh gia tăng. Một số cập nhật khác về tình hình Covid trên thế giới theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 239,6 triệu người trên toàn cầu. Số người chết được xác nhận là hơn 4,88 triệu và đã có hơn 6,6 tỷ liều phát sinh đã được sử dụng trên toàn cầu. Sydney sẽ mở cửa cho những du khách từ nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ mà không cần phải cách ly từ ngày 1 tháng 11. Pháp đã tài trợ hơn nửa triệu liều vaccine AstraZeneca cho Nigeria thông qua chương trình chia sẻ phát sinh COVAX. Một hội đồng chuyên gia cố vấn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã bỏ phiếu để khuyến nghị tuyên bố bổ sung vắc xin Moderna cho một số nhóm người nhất định. Tổng thống của Mỹ Joe Biden nói với Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đến thăm rằng Mỹ sẽ tài trợ hơn 17 triệu liều vắc xin Johnson Johnson cho Liên minh Châu Phi. Tổng thống Biden cho biết 17 triệu liều này là bổ sung thêm cho 50 triệu mà Mỹ đã viện trợ cho Liên minh Châu Phi. Liên minh Châu Phi có 55 quốc gia thành viên và tổng dân số hơn 1,3 tỷ người. Đã cáo buộc các nhà sản xuất phát sinh không cho các thành viên tiếp cận một cách công bằng. Trong số 5,7 tỷ liều vaccine coronavirus được sử dụng trên khắp thế giới, vào giữa tháng 9 chỉ có 2% là ở châu Phi. Nhà Trắng cho biết 17 triệu liều Johnson Johnson được cung cấp ngay lập tức và sẽ được chuyển tới Liên minh Châu Phi trong những tuần tới. Quốc đảo Palau nhỏ bé ở Thái Bình Dương có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, Hội Chữ Thập Đỏ cho biết. Theo đó, thì 99% dân số trên 12 tuổi của nước này đã tiêm cả hai mũi vaccine chống lại COVID-19, tức là khoảng 6.152 người. Palau là một quần đảo gồm 500 hòn đảo ở phía Tây Thái Bình Dương. nghị sĩ Anh tử vong sau khi bị tấn công bằng dao trong cuộc họp bầu cử. Một thành viên lâu năm của quốc hội đã bị đâm chết hôm thứ Sáu trong một cuộc họp với các cử tri tại một nhà thờ ở Anh. Cuộc tấn công này đã khiến cho các chính trị gia lỗi lạc của Anh bị sốc và đau buồn. Một người đàn ông 25 tuổi cũng đã bị bắt tại hiện trường. Ông Davis Emmons, 69 tuổi, bị tấn công vào khoảng giữa trưa tại một nhà thờ giám lý ở thị trấn lee sea cách London khoảng 62 km về phía đông. Các nhân viên y tế đã cố gắng cứu lấy ông nhưng không thành công. Cảnh sát nói rằng các nhân viên chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra về vụ giết nhà lập pháp đảng bảo thủ, nhưng họ vẫn chưa xác định liệu điều đó có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không. Hiện nay thì cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và thu hồi một con dao. Ông David Emmons từng là thành viên quốc hội của South and West bao gồm cả Leon C. từ năm 1997 và là một nhà lập pháp từ năm 1983. Đưa ông trở thành một trong những nhà chính trị phục vụ lâu nhất tại Hạ viện. Ông còn được nữ hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vào năm 2015 vì sự phục vụ của mình. Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông và nội các của ông vô cùng bàng hoàng và đau lòng. Mặc dù vậy, thủ tướng vẫn không cho biết rằng liệu vụ tấn công có cho thấy là các chính trị gia cần an ninh chặt chẽ hơn hay không. Và thay vào đó, ông Johnson nói rằng chúng ta thực sự phải để cho cảnh sát tiếp tục cuộc điều tra của họ. Bạo lực đối với các chính trị gia ở Anh là rất hiếm, nhưng những lo ngại đang tăng lên trong những năm gần đây về sự phân cực ngay càng gây gắt của nền chính trị nước này. Trong khi các nhà lập pháp Anh được cảnh sát vũ trang bảo vệ khi họ vào trong quốc hội cũng như an ninh ở đó được thắt chặt hơn thì các chính trị gia lại không được bảo vệ như vậy trong khu vực bầu cử của họ tình trạng thiếu nhân công trên khắp việt nam malaysia và thái lan có thể dẫn tới sự chậm trễ lớn trong việc vận chuyển vào dịp lễ giáng sinh trong năm nay tình trạng thiếu công nhân tại một số trung tâm sản xuất đông nam á đang làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu dự kiến sẽ tàn phá ngành vận chuyển vào dịp Giáng sinh. Các quốc gia bao gồm Việt Nam, Malaysia và Thái Lan vẫn đang phải vật lộn với việc ngăn chặn virus COVID-19 gây ra sự gián đoạn trong việc di chuyển của lực lượng lao động cần thiết để sản xuất hàng hóa. Tại Việt Nam, thì các nhà sản xuất quần áo, giày dép, điện tử hiện nay phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân sau khi hàng chục ngàn người rời khỏi trung tâm kinh doanh của thành phố Sài Gòn sau khi nhiều tháng bị phong tỏa nghiêm ngặt nhiều người lao động trước đó đến thành phố để kiếm sống nay đã trở về quê của họ ở nông thôn khi họ cho biết rằng họ đã cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi trước đại dịch các nhà máy hiện nay đang tìm cách để đưa công nhân trở lại một cách an toàn điều này có thể sẽ làm chậm quá trình sản xuất vì các hướng dẫn và biện pháp ngăn chặn virus cần thêm nhiều thời gian và công tác quản lý ở Malaysia, ngành công nghiệp dầu cọ phải đối mặt với vấn đề tương tự, nhưng là với lao động nhập cư nước ngoài từ các nước như là Indonesia và Bangladesh. Khi các ca Covid-19 của Malaysia đã tăng gấp 4 lần trong 2 tháng, lên khoảng 25.000 ca nhiễm mỗi ngày vào cuối tháng 8, nước này đã đưa các biện pháp hạn chế di chuyển và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt. Người lao động nhập cư đã rời khỏi đất nước và nhiều người không thể quay trở lại mặc dù chính phủ gần đây đã nới lỏng các hạn chế để cho phép khoảng 32.000 người lao động quay trở lại trong tổng số 75.000 lao động mà ngành công nghiệp dầu cọ của nước này đang cần. Các đồn điền dầu cọ ở Malaysia đã cố gắng đề nghị những người lao động địa phương đến làm việc, với mức lương cao hơn cũng như sẽ sử dụng nhiều thiết bị máy móc hơn. Nhưng người dân địa phương thường không quan tâm tới những gì họ coi là bẩn thiểu, nguy hiểm và hạ thấp giá trị trong khi đó thì tại thái lan các nhà máy và trang trại từng tiếp nhận hơn một triệu lao động nhập cư từ nước láng giềng myanmar đã phải hứng chịu một đợt thiệt hại kép theo đó thì hàng trăm ngàn người trong số họ đã đi khỏi thái lan vì đại dịch vào cuộc đảo chính quân sự của myanmar vào đầu năm nay đã tạo ra một sự không chắc chắn cũng như gây ra sự chậm trễ trong việc gia hạn giấy phép lao động thái lan là nhà sản xuất và xuất khẩu xe cộ phụ tùng xe hơi, thiết bị điện tử và thực phẩm. Cuộc hỗn hoảng lao động đang ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, đặc biệt là ở các phân khúc cấp thấp hơn như là nông nghiệp. Bộ Lao động Thái Lan hiện nay đang tìm cách lấp đầy các vị trí này bằng lao động địa phương. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ riêng núi rác thải điện tử trong năm nay sẽ nặng ngang ngửa với vạn lý trường thành của Trung Quốc. Theo các chuyên gia cảnh báo, số lượng rác thải điện tử do con người đào thải mỗi năm đang tăng lên nhanh chóng, khi các kim loại, nhựa và các tài nguyên khoáng sản quý được báo cáo là đã lên đến hàng triệu tấn. Lượng rác thải này hiếm khi được tái chế và thường sẽ được đốt hoặc đưa đi chôn lấp. Chỉ tính riêng trong năm nay, núi thiết bị điện và điện tử rải rác trên toàn thế giới sẽ lên đến khoảng 57,4 triệu tấn, lớn hơn cả trọng lượng của vạn lý trường thành, một vật thể nhân tạo nặng nhất trái đất của Trung Quốc. Nghiên cứu được công bố vào ngày Quốc tế rác thải điện tử năm 2021 với các chuyên gia và tổ chức kêu gọi các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ ra sức ủng hộ các nỗ lực sửa chữa, tái chế và tái sử dụng các sản phẩm điện tử không còn sử dụng. Để làm nổi bật quy mô của vấn đề, nhóm nghiên cứu từ diễn đàn thiết bị điện và điện tử rác thải WEEE -e -e cho biết từ năm 2014 đến năm 2019, mức độ chất thải điện tử được tạo ra đã tăng 21% và cho biết thế giới đang đi đúng quỹ đạo là đến năm 2030 sẽ chứng kiến thảm họa có 74 triệu tấn rác thải điện tử mỗi năm. Họ cho rằng vấn đề là do tỷ lệ tiêu thụ đồ điện tử cao hơn khi đang tăng 3% hàng năm, trong khi vòng đời sản phẩm lại ngắn hơn và các tùy chọn sửa chữa vẫn còn bị hạn chế. Theo ước tính ở Châu Âu, nơi vấn đề được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất cho biết, có 11 trong số 72 mặt hàng điện tử trong một hộ gia đình trung bình không còn sử dụng đến hoặc đã bị hỏng. Đối với mỗi người dân Châu Âu, khoảng 4 đến 5 kg sản phẩm điện và điện tử không sử dụng được tích trữ mỗi năm trước khi bị loại bỏ. Việt Nam tiếp nhận gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 từ Ba Lan và Hàn Quốc. Khoảng 887.000 liều vaccine do Ba Lan viện trợ đã đến Việt Nam vào hôm thứ Năm, bên cạnh 501.600 liều đó trước đó của họ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tiếp nhận 1,1 triệu liều vaccine từ Hàn Quốc vào thứ Tư. Tất cả các lô vaccine đều đang được lưu giữ tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Hà Nội, sau đó sẽ được phân phối trên toàn quốc. Theo đại sứ Ba Lan tại Việt Nam cho biết, Chính phủ và nhân dân Ba Lan rất cảm ơn tình hữu nghị và sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan trong các đợt bùng phát dịch trước đây tại nước này. Ông cũng cho biết thêm, đây là một trong những động lực chính cho sự hỗ trợ mới nhất của Ba Lan dành cho Việt Nam. Về phần mình, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Hàn Quốc có thể sẽ cung cấp thêm 100.000 liều vaccine cho Việt Nam trong tương lai. Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã nhận được 90 triệu liều vaccine COVID-19, gần 60 triệu liều đã được sử dụng. Hiện có 57% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Trong khi đó, tại Sài Gòn, thành phố này dự kiến sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 700.000 trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Sở Y tế thành phố Sài Gòn hiện nay đang lên kế hoạch tiêm chủng cho những trẻ em ở trong độ tuổi này sau khi Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào ngày 14 tháng 10. Ngoài việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em, Sở Y tế thành phố cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng khác để lên kế hoạch tiêm chủng cụ thể. Nếu có liều vaccine COVID cho trẻ, thành phố sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ từ ngày đó tại các địa điểm tiêm chủng cố định hoặc là tại trường học. Sài Gòn dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm liều đầu tiên cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong vòng một tuần. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 vào ngày 15 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ vừa qua có 3.797 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 3.789 ca ghi nhận trong nước, có 1.475 ca trong cộng đồng. Các ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.131 ca, Đồng Nai 586 ca, Bình Dương 533 ca, Sóc Trăng 414 ca, An Giang 170 ca và Cà Mau 168 ca. Kể từ đầu dịch tới nay, Việt Nam có 857.639 ca nhiễm. Trong ngày 15 tháng 10, có 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 788.923 ca. Số bệnh nhân nặng hiện nay được điều trị là 3.847 ca. Số ca tử vong được ghi nhận trong cùng ngày là 93 ca, nâng tổng số ca tử vong do covid-19 tại Việt Nam lên 21.043 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 10 có 1.311.040 liều vắc xin phòng covid-19 đã được tiêm. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm hiện nay là 59.032.239 liều. Trong đó tiêm một mũi là 41.811.429 liều và tiêm mũi 2 là 17 triệu 191.810 liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì một Canada bằng 0,8078 Mỹ Kim và bằng 0,6965 euro theo Bank of Canada. Một Canada bằng 18.398,049 đồng Việt Nam theo xc.com vào tối ngày thứ sáu. Giá dầu thô WTI 82,28 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 84,80 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.767,63 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada vào ngày 16 tháng 10 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có các video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.